Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong cái video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái cây phong thủy cực kỳ đẹp, mang rất là nhiều tầng nghĩa. Và cái cây này thì nó rất là hợp với những cái mệnh như là mệnh kim, mệnh mộc hay mệnh thổ. Thì nếu mà bạn là một cái người mà yêu thích cái cây cảnh phong thủy thì hẳn là không thể bỏ qua được cái cây đặc biệt này. Thì cái cây này nó có tên là cái cây Hồng Ngân nha mọi người. Cây Hồng Ngân thì cái cây Hồng Ngân này có đặc điểm, ý nghĩa và công dụng ra sao thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay nhá. Thì cây Hồng Ngân là một cái cây kiểng lá á, mang cái màu sắc đẹp mắt với các cái màu hoang, với những cái màu hòa quyện như là từ cái màu xanh này, màu xanh trên lá này mọi người, hay là những cái đường vân màu hồng và một cái màu trắng ở mặt dưới của cái cây này, nó tạo nên một cái nét riêng cho cái loại cây này. Và khi được trồng trong chậu để bán ấy thì chúng trở nên đặc biệt và cuốn hút và làm bừng sáng cái không gian bài trí trong gia đình mình. Loại cây này còn mang đến nhiều giá trị trong các cái ấy, trang trí cảnh quan và đem đến nhiều ý nghĩa phong thủy vô cùng là tuyệt vời. Về đặc điểm của loài cây này thì đây là một loài cây thuộc họ ráy nha mọi người, và cái thân của cái cây này nó có cái màu trắng bạch như thế này, nó giống với cái thân của cái cây bạch mã mọi người. Và đây là một loài cây thân thảo và thân nó là màu trắng này. Cái lá của cây này thuôn dài và nhọn ở đầu đầu lá, nó có một cái màu xanh đậm ở gần mép này mọi người. Còn là có những cái lá thì nó sẽ có những đốm đốm trắng này, đây là màu xanh ở mép, và gân hồng nó sẽ nổi lên này. Gân chính và gân phụ là chủ yếu là màu hồng tươi, và điểm xuyết thêm cho cái chấm xanh trắng trên những cái lá này đó, có những cái đốm trắng đốm xanh nổi bật. Cây Hồng Ngân này được trồng vào trong chậu, thử được trồng vào trong chậu sứ thì sẽ rất là đẹp, và đặc biệt là những cái chậu màu trắng sáng bóng kết hợp với cùng những cái sỏi họ sỏi trắng chảy trên các cái bề mặt của chậu ấy, cái màu trắng tinh khiết của chậu sứ và cái màu trắng tinh khiết của chậu sứ Bát Tràng cùng với cái cây Hồng Ngân này, nó sẽ càng tôn lên vẻ đẹp và cái màu trắng ngà của cái thân cây này, tạo nên một cái nét duyên dáng và cao quý của cái chậu cây Hồng Ngân này để bàn với mọi người. Về cái công dụng của cái cây Hồng Ngân này thì cũng như tương tự như cái các cái cây kiểng lá họ rái khác, thì cây Hồng Ngân mang một cái vẻ ngoài xinh xắn, bừng bừng sáng và nổi bật, hợp với ấy để bàn, để trang trí trong văn phòng, bàn làm việc, cửa sổ phòng khách, quầy lễ tân hay các quán cà phê, thì nó đều thể hiện sự tài lộc, may mắn, thịnh vượng, giàu có, mang đến nhiều vận khí cho gia chủ. Cây Hồng Ngân này còn mang đến rất là nhiều ý nghĩa tốt đẹp khác, đó là sự thịnh vượng này, xua đuổi được cái vận xấu này, những điều không may, và là cái cây rất là phù hợp cho những cái người mệnh hỏa này, giúp cho họ được sinh tài vượng khí, mang đến nhiều may mắn và thịnh vượng. Và cái cây này đang ra hoa rất là đẹp mọi người, hoa của nó sẽ có hình bầu trắng như thế này đó. Hoa của cái cây này có thể chơi được khoảng từ 2 đến 3 tháng nha mọi người, nên là mọi người hãy rinh ngay cho mình một cái chậu cây Hồng Ngân này về. Thì nó cũng chính bởi vì nhờ cái bộ lá đẹp cùng với cái ý nghĩa phong thủy tuyệt vời mà cái loài cây này sẽ là một cái ứng cử viên ưu ái để làm quà tặng cho những người thân yêu trong gia đình mình, hay tặng sếp, hay là tặng nhau cho bạn bè trong các cái dịp đặc biệt. Cây Hồng Ngân này còn đem đến một cái bầu không khí trong lành, sạch sẽ nhờ vào cái khả năng lọc sạch không khí, và đặc biệt giúp cho giúp hút khí độc từ các cái máy điều hòa tủ lạnh, giúp bạn hưởng chọn một cái không khí xanh mát hơn. Cái cách chăm sóc của cái loài cây Hồng Ngân này ý thì vô cùng đơn giản nha mọi người. Thì cây cũng không kén đất, đất trồng nên chọn những cái loại đất xốp thông thường có cái độ thoát nước tốt, và nó có cái giá thể bao gồm như là mùn này, sơ dừa hay là tro trấu. Mọi người có thể trộn đất cùng với những cái sơ dừa cho cháu đấy để cây có khả năng thoát nước tốt này. Cây cũng có sức sống tương đối dễ chịu và dễ chăm sóc, và khi đặt cây tiếp xúc với ánh sáng nhẹ trong thời gian 2 đến 3 giờ, hoặc là chọn khu gần cửa sổ ấy, cửa kính để tiêu diệt các cái loại vi khuẩn và đủ ánh sáng cho cái cây quang hợp. Mọi người cũng nên thường xuyên lau lá để đảm bảo cho cây sạch sẽ này, không bụi bẩn, giúp cho cây có thêm độ xinh xắn và tạo nên điều kiện tốt nhất cho việc quang hợp của cây. Nó sẽ đem đến cho cái không khí gia đình mình
hình trở nên xanh mát và thoáng đãng hơn. Chế độ đều đặn mỗi ngày thì mọi nên kiểm tra độ ẩm trước khi tưới và đảm bảo cho cây không bị ốm để tránh tình trạng cây bị thối rễ hay là bị hỏng lá. Đó sẽ khiến cây bị chết và không phát triển được. Đó, đối với một cái cây hồng ngân như thế này thì giá cả của nó vô cùng là hợp túi tiền mọi người, và cái cây này cực kỳ dễ chăm sóc mà nó được chơi khoảng thời gian khá là lâu. Nó có thể vừa chơi lá vừa chơi hoa được mọi người ạ. Cây này đang ra hai bông hoa rất là đẹp và nó ra và chơi được rất là lâu. Mọi người nên rinh ngay cho mình một cái chậu hồng ngân đẹp như thế này về nha mọi người. Hồng ngân nghe cái tên của nó là đã đem đến nhiều vận khí tài lộc rồi. Đó, mọi người có thể thay chậu. Bên em còn có bán rất là nhiều chậu cho mọi người có thể lựa chọn và thay phù hợp với cái không không gian trong gia đình, ra trong nội thất hoặc là hợp với mệnh tuổi của mình. Cái về lợi ích khi trồng cái cây hồng ngân ấy, nó có cái khả năng thanh lọc của cây hồng ngân này rất là đặc biệt. Nó có thể lọc sạch bụi bẩn thải ra từ các cái thiết bị điện tử, máy lạnh, tủ lạnh của nó, còn chống các cái bức xạ máy tính, giúp cho con người có không gian ăn trong này, đem lại lợi ích về sức khỏe trong những thành viên trong gia đình. Ngoài ra nó cũng giúp cho mình thư giãn đầu óc trong sau mỗi giờ làm việc căng thẳng này. Màu sắc khác lạ của cái loài cây này với ba màu chủ đạo là xanh, hồng và trắng thì nó sẽ mang lại một niềm tin về phong thủy, và nó còn thể hiện về cái ý nghĩa phong thủy rất là đẹp. Đó là những cái lưu ý mà em giới thiệu cho mọi người về đặc điểm, ý nghĩa và công dụng của cái cây này. Còn về cách trồng của cái cây hồng ngân ấy, hồng ngân là một loài cây lựa chọn để bàn chủ yếu hơn hết ý. Trồng cây này cũng rất là dễ mọi người nên, nếu mà mọi người thích trồng cây này thì em sẽ chỉ cho mọi người một vài tip để trồng được cái cây hồng ngân này. Thì về đất trồng, cái cây hồng ngân này được trồng trong chậu thường dùng các cái loại đất đủ chất dinh dưỡng cơ bản và độ ẩm, và đặc biệt là cái loại đất có độ ẩm, độ thoát nước cao như là em vừa nói, như các cái loại đất có trộn thêm mùn, tro, trấu hoặc là các cái xơ dừa để bổ sung chất dinh dưỡng. Cây hồng ngân này thì không kén đất nha mọi người, và có thể trồng thêm đổ thêm sỏi trắng trên bề mặt để giúp cho cây giữ ẩm tốt hơn. Về nước ấy thì con người còn có 70% là trên cơ thể là nước, và nhu cầu của cây về nước cũng như thế, nó có một cái nhu cầu cũng rất là cao. Việc thường xuyên chăm sóc cây bằng việc tưới nước rất là cần thiết nha mọi người. Cây cần được để vận hành trong quá trình hoạt động đào thải của nó, nên là tưới nước mỗi ngày để đảm bảo độ ẩm cho cây, để tránh tình trạng cây mọi người độ ẩm và không tưới quá nhiều để tránh tình trạng cây bị ốm rễ này, thối rễ, và thời gian tưới nên giãn ra để có thể hấp thụ nước. Mọi người có thể khoảng 2 ngày tưới nước một lần, và thi thoảng vào cái mùa mưa thì giảm thiểu lượng nước lại để cây không bị ốm rễ nha. Về ánh sáng thì bất kỳ cái giống cây nào cũng cần có nhu cầu hấp thụ ánh sáng để được phát triển. Với chiều cao và độ phát triển trung bình của cây, đối với cái cây hồng ngân thì cây rất dễ chăm sóc, chỉ cần cho cây tiếp xúc với ánh sáng từ 2 đến 3 giờ. Người trồng cũng có thể đặt cây ở những cái vị trí gần cửa sổ, cửa kính để ánh sáng giúp cho cây quang hợp được. Đó, đó là cái tip mà em hướng dẫn cho mọi người về cách chăm sóc của cái cây này. Thì nếu mà mọi người thích thì hãy qua ngay shop em tại địa chỉ em để góc trái màn hình, hoặc là mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để em có thể tư vấn cho mọi người. Mọi người cũng có thể để lại lời nhắn dưới bình luận thì em sẽ check và sẽ nhắn tin gọi điện cho mọi người để mọi người biết rõ hơn về cái loài cây này. Ngoài những cái cây như hồng ngân này ra thì bên em còn có rất là nhiều những cái cây phong thủy để bàn khác mà rất là đẹp. Những cái loài cây này thì mọi người cũng biết là cực kỳ dễ chăm sóc luôn, ví dụ như là những cái chậu cây vạn lộc đỏ, chậu cây vạn lộc đỏ với những cái chiếc lá bóng mướt như thế này đang ra rất là nhiều lá non. Cây này thì gồm có 4 thân nha mọi người có thể tách nhỏ ra để cấy vào chậu riêng, hoặc là những cái chậu kim tiền hạnh phúc, hay là những cái giỏ cây treo đang rất là nhiều và lá của nó đang ra rất là nhiều mầm non, mọi người có thể mua về cho ban công. Đó, mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua shop nha mọi người. Mọi người mua nhiều thì sẽ được rất là nhiều ưu đãi, và đặc biệt còn được những cái phần quà đặc biệt khác nữa. Ví dụ như mọi người mua theo combo thì sẽ được tặng thêm một cái cây nhỏ mini, hoặc là những cái phần quà bí mật mà mọi người
Ví dụ như là khắc tên lên lên chậu miễn phí, hay còn được thì video xin kết thúc tại đây. Hôm nay là trời hơi mưa nên là nói hơi ít. Cảm ơn mọi người đã xem.